Chào Kem, chào mừng Kem đến với lời giải hay.com. Hôm nay cô và Kem sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Language, trang số 39, Unit 4, For a Better Community, trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Trước hết chúng ta sẽ cùng vào phần Vocabulary. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta như sau: Read the conversation in Getting Started Again. Chúng ta sẽ đọc lại đoạn hội thoại trong phần Getting Started một lần nữa. Find the adjectives ending with the following suffixes. Tìm tính từ kết thúc bằng những hậu tố sau. Đầu tiên là hậu tố ed, hậu tố ing, hậu tố for, hậu tố less. Chúng ta sẽ xem lại một lần trong đoạn hội thoại nhé. Đầu tiên đối với hậu tố là ed thì chúng ta có các từ disadvantage, chúng ta có từ interested và chúng ta có từ excited. Các tính từ kết thúc bằng hậu tố ing, chúng ta có tính từ interesting. Đối với tính từ kết thúc bằng hậu tố for, chúng ta có từ useful. Ngoài ra chúng ta có từ helpful và từ meaningful. Đối với các tính từ kết thúc bằng hậu tố less, chúng ta có từ hopeless. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để điền các từ này vào phần nhiệm vụ số 1 nhé. Đầu tiên, đối với từ có hậu tố là ed, chúng ta có disadvantage. Chúng ta có interested. Ngoài ra chúng ta có excited. Rồi từ kết thúc bằng hậu tố ing, chúng ta có tính từ interesting. Và tính từ kết thúc với hậu tố for, chúng ta có useful, helpful và meaningful. Đối với từ kết thúc bằng hậu tố less, chúng ta có hopeless, cùng nhau hoàn thành xong nhiệm vụ số 1 và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang với nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 chúng ta như sau: Use the words in brackets with appropriate endings from one to complete the following sentences. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng các từ trong ngoặc với các hậu tố thích hợp từ phần 1 để hoàn thành các câu ở dưới đây. Ở trong phần nhiệm vụ số 1 thì chúng ta đã biết đến cách thành lập tính từ bằng cách thêm các hậu tố như là ed, ing, for và less. Chúng ta thấy rằng tính từ kết thúc bằng đuôi ed thì diễn tả ai đó cảm thấy thế nào. Ví dụ như I'm interested in math, có nghĩa là tôi cảm thấy hứng thú với môn toán. Tính từ kết thúc bằng đuôi ing thì sẽ diễn tả bản chất, tính chất của người, vật hay là sự việc. Ví dụ khi chúng ta muốn nói rằng môn toán thú vị thì chúng ta sẽ nói là mathematics is interesting, có nghĩa là môn toán thì là thú vị. Chúng ta sử dụng tính từ có đuôi ing interesting để diễn tả bản chất, tính chất của sự vật, đó là môn học. Còn đối với các tính từ có đuôi for và less thì tính từ kết thúc bằng for thường mang ý nghĩa tích cực hơn là tính từ kết thúc bằng less. Và các tính từ này thường có gốc là một số từ, danh từ hoặc là động từ và thường mang ý nghĩa ngược nhau. Ví dụ như chúng ta có từ hope là hy vọng. Khi chúng ta kết hợp với đuôi for, chúng ta có hopeful, lạc quan, đầy hy vọng. Còn khi chúng ta kết hợp từ hope với đuôi less, chúng ta có hopeless, là vô vọng. Như vậy chúng ta đã nắm được cách thành lập tính từ bằng cách thêm các hậu tố ed, ing, for và less vào đằng sau các từ. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với phần nhiệm vụ số 2. Ở câu số 1, if people spend most of their time doing nothing, they will find their life. Có nghĩa là nếu
như mọi người dành phần lớn thời gian của họ không làm gì cả thì họ sẽ cảm thấy cuộc sống của họ như thế nào đó. Chúng ta có cấu trúc find something cộng với là tính từ, có nghĩa là cảm thấy cái gì như thế nào đó. Ở đây find their life cộng với tính từ có nghĩa là cảm thấy cuộc sống của họ như thế nào đó. Ở đây chúng ta được cho từ mean có nghĩa là ý nghĩa, và khi chúng ta có thể thành lập tính từ bằng cách thêm đuôi list và hoặc đuôi full vào sau từ meaning. Và chúng ta có meaningless có nghĩa là vô nghĩa, và chúng ta có meaningful là có đầy ý nghĩa. Nhưng trong chỗ trống này chúng ta thấy từ có ý nghĩa phù hợp đó, từ meaningless có nghĩa là vô nghĩa. Meaningless, vô nghĩa. Và câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là if people spend most of their time doing nothing, they will find their life meaningless. Có nghĩa là nếu như mọi người dành phần lớn thời gian của họ không làm gì cả, họ sẽ thấy cuộc sống của họ vô nghĩa. Tiếp theo đối với câu số 2, I am in doing charity work. Tôi cảm thấy như thế nào đó với công việc từ thiện. Chúng ta có từ gốc được cho trong ngoặc đó là interest, là quan tâm, là chú ý, là thích thú. Thì ở đây chúng ta sẽ thành lập tính từ bằng cách thêm hậu tố vào sau từ interest. Và chúng ta thấy ở đây để diễn tả ai đó cảm thấy như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ có đuôi ed. Ở đây cụ thể là cảm thấy hứng thú, quan tâm đến cái gì thì chúng ta sẽ thêm đuôi ed vào đằng sau, và chúng ta có cụm be interested in là hứng thú, quan tâm tới cái gì. Chúng ta sẽ có từ cần điền là interested. Và câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là I am interested in doing charity work. Có nghĩa là tôi rất hứng thú với việc làm từ thiện. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu số 3. Last year she was really up English. She couldn't even say a word in English. Now her English is much better. Có nghĩa là năm ngoái thì cô ấy như thế nào đó ở với môn tiếng Anh. Cô ấy thậm chí không thể nói một từ bằng tiếng Anh. Bây giờ tiếng Anh của cô ấy tốt hơn nhiều. Và ở đây chúng ta cần điền một tính từ bằng cách thêm hậu tố vào đằng sau từ được cho trong ngoặc là từ hope. Từ hope của chúng ta có ý nghĩa là hy vọng. Và chúng ta có thể thành lập tính từ bằng cách thêm đuôi full hoặc đuôi list. Nếu chúng ta thêm đuôi full, chúng ta được tính từ hopeful là đầy hy vọng. Và chúng ta thêm đuôi list thì chúng ta được tính từ hopeless, không còn hy vọng. Và đây chúng ta thấy tính từ có ý nghĩa phù hợp đó là tính từ hopeless là vô vọng. Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống từ hopeless. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là last year she was really hopeless at English. She couldn't even say a word in English. Now her English is much better. Năm ngoái cô ấy thật sự là vô vọng với tiếng Anh. Cô ấy thậm chí không thể nói một từ bằng tiếng Anh. Bây giờ thì tiếng Anh của cô ấy tốt hơn nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 4. The new teacher's advice was very. His students could learn English vocabulary faster. Có nghĩa là lời khuyên của giáo viên mới thì rất là như thế nào đó. Tất cả học sinh của anh ấy đều có thể học từ vựng tiếng Anh một cách nhanh hơn. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ thành lập tính từ bằng cách thêm hậu tố đằng sau từ đã được cho ở trong ngoặc là từ use. Từ use từ gốc của chúng ta có ý nghĩa là sử dụng, dùng. Và chúng ta có thể thành lập tính từ bằng cách thêm đuôi full hoặc đuôi list. Nếu chúng ta thêm đuôi full, tính từ của chúng ta là useful, mang ý nghĩa là hữu ích. Nếu chúng ta thêm đuôi list thì chúng ta có tính từ useless, mang ý nghĩa là vô ích. Và ở đây chúng ta thấy tính từ mang ý nghĩa phù hợp đó là hữu dụng, hữu ích, và chúng ta sẽ thêm đuôi full, useful. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh là The new teacher advice were very useful. His students could learn English vocabulary faster. Có nghĩa là lời khuyên của giáo viên mới rất hữu ích và học sinh của anh ấy có thể học từ vựng tiếng Anh nhanh hơn. Đã chuyển tiếp sang câu số 5.
Câu số 5. They were to know that their contribution were to the poor people in that area. Có nghĩa là họ cảm thấy như thế nào đó khi biết được rằng những đóng góp của họ là như thế nào đó đối với người nghèo trong khu vực này. Ở chỗ trống thứ nhất, chúng ta cần điền tính từ được thành lập bởi từ excite và thêm hậu tố ở phía sau. Từ excite của chúng ta có ý nghĩa đó là hào hứng. Và ở đây để diễn tả cảm xúc của một người về một sự vật, sự việc, diễn tả ai đó cảm thấy như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ có đuôi ed, và cụ thể ở đây đó là excited. Tiếp theo, đối với chỗ trống số 2, chúng ta sẽ điền một tính từ được thành lập bởi cách thêm hậu tố và từ gốc được cho là từ mean. Từ mean của chúng ta có ý nghĩa là nghĩa, mang ý nghĩa gì đó. Thì chúng ta có thể thành lập tính từ bằng cách thêm đuôi full hoặc list vào đằng sau meaning. Chúng ta có meaningful có nghĩa là đầy ý nghĩa, và meaningless là vô nghĩa. Ở đây chúng ta thấy tính từ có ý nghĩa phù hợp đó là meaningful, có ý nghĩa chúng ta sẽ thêm đuôi full vào đằng sau từ meaning. Và câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là they were excited to know that their contribution were meaningful to the poor people in that area. Có nghĩa là họ rất vui mừng khi biết rằng những đóng góp của họ là có ý nghĩa đối với những người nghèo ở trong khu vực đó. Đối với câu số 6, our school volunteer activities are very. Có nghĩa là những hoạt động tình nguyện ở trường của chúng tôi thì rất là như thế nào đó. Ở đây chúng ta cần điền một tính từ được thành lập bởi từ excite và thêm hậu tố vào đằng sau. Thì chúng ta hãy từ excite, từ gốc của chúng ta có ý nghĩa là thú vị, là hào hứng, là vui mừng. Và ở đây để diễn tả bản chất, tính chất của sự vật, sự việc, đó là những cái hoạt động tình nguyện ở trường tôi, thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ có đuôi ing. Và cụ thể đây đó là exciting. Và câu hoàn chỉnh của chúng ta sẽ là our school volunteers activities are very exciting. Có nghĩa là hoạt động tình nguyện của trường chúng tôi rất là thú vị. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 2. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 3. Nhiệm vụ số 3 của chúng ta thuộc phần pronunciation. Phần nhiệm vụ số 1 của chúng ta như sau. Listen and repeat, nghe và lặp lại. Đây, chúng ta sẽ nghe và lặp lại. Unit 4. Page 40. Language. Activity 1. Listen and repeat. And. Second. Second. Friend. Understand. Planned. Grand. Ng. Interesting. Teaching. Exciting. Helping. Training. Announcement. Student. Advertisement. Spent. Environment. Như vậy, cô và Kim đã cùng nhau lắng nghe và lặp lại các từ trong phần nhiệm vụ số 1. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau. Practice saying the following sentences. Có nghĩa là chúng ta sẽ luyện tập nói những câu dưới đây. Pay attention to the pronunciation of the ending sound n, ng, and ng.
Có nghĩa là chúng ta sẽ chú ý vào cách phát âm của những âm cuối N, R, N và N. Câu số 1 của chúng ta: I don't understand what the second friend say. Có nghĩa là tôi không hiểu người bạn thứ hai nói gì. Ở đây chúng ta có từ understand kết thúc bằng the, not. Có từ second kết thúc bằng not và friend kết thúc bằng not. Đối với câu thứ hai, chúng ta có Is it interesting and exciting to teach English to children in disadvantaged areas? Có nghĩa là thật thích thú và thú vị khi dạy tiếng Anh cho trẻ em ở những khu vực có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây chúng ta có các âm với âm ng, đó là interesting, exciting. Đối với câu thứ 3, that student didn't listen to the announcement for the job advertisement. Có nghĩa là học sinh đó không nghe thông báo quảng cáo về việc làm. Thì ở đây chúng ta có âm t, n, t, đó là announcement. Và advertisement. Và student. Chúng ta có âm n, t. Và student didn't listen to the announcement for the job advertisement. Học sinh đó không nghe thông báo về quảng cáo việc làm. Như vậy cô và Kim cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 2. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần grammar. Phần grammar của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về irregular past tense verbs, có nghĩa là những động từ quá khứ mà bất quy tắc. Ở đây chúng ta cần lưu ý như sau. Do you know the past simple irregular verbs? Bạn có biết không, thì quá khứ đơn thì có những động từ bất quy tắc. Many verbs have irregular positive past simple forms. Có rất nhiều động từ mà có thì quá khứ đơn ở dạng khẳng định, là ở dạng bất quy tắc. There are no spelling rules for this form, so you need to learn them by heart. Không có một cái quy tắc chính tả nào, quy tắc đánh vần nào cho cái dạng này, cho nên bạn phải học thuộc chúng. Examples, ví dụ như do thì chúng ta có động từ dạng quá khứ đơn là did, build thì chúng ta có động từ quá khứ đơn là built, come, came, find, found, read, read, see, saw, tell, told, take, took, go, went, win, won, write, wrote, be thì sẽ có động từ quá khứ đơn là was hoặc were. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta như sau. Rewrite the sentences in the past tense using the time expression in brackets. Có nghĩa là chúng ta sẽ viết lại những câu ở đây thì quá khứ và sử dụng các cụm từ trị thời gian trong ngoặc. Đối với câu số 1, I hardly ever wear jeans to school. Tôi rất hiếm khi mặc quần bò đến trường. Thì ở đây chúng ta sử dụng cụm từ trị thời gian là yesterday để viết lại câu ở thì quá khứ đơn như sau. Động từ wear của chúng ta là một động từ bất quy tắc, dạng quá khứ của nó là were. Chúng ta sẽ viết lại câu như sau: I wore jeans to school yesterday. Câu số 1 của chúng ta đó là I wore jeans to school yesterday. Tôi đã mặc quần bò đến trường vào hôm qua. Đối với câu số 2, my sister and I buy a lot of clothes in the summer. Chị gái tôi và tôi mua nhiều quần áo vào mùa hè. Thì chúng ta sẽ dùng câu ở thì quá khứ đơn với từ trị thời gian là last summer, mùa hè năm ngoái. Chúng ta sẽ viết lại câu như sau. My sister and I bought a lot of clothes last summer. Câu bản chỉnh của chúng ta đó là my sister and I bought a lot of clothes last summer. Ở đây chúng ta thấy động từ của chúng ta
là động từ by, động là một động từ bất quy tắc ở quá khứ thì nó sẽ được chuyển thành bought. Chị gái tôi và tôi mua sắm nhiều quần áo vào mùa hè. Đối với câu số 3, my father sometimes reads newspaper in bed. Có nghĩa là bố tôi thỉnh thoảng sẽ đọc báo ở trên giường. Thì chúng ta sẽ viết lại câu sử dụng thì quá khứ đơn và cụm từ chỉ thời gian là last night, tối hôm qua, đêm hôm qua. Tôi viết lại câu như sau. My father. Chúng ta hãy read là một động từ bất quy tắc. Khi chuyển sang thì quá khứ đơn, chúng ta vẫn có động từ viết y nguyên nhưng sẽ đọc là read. My father read newspaper in bed last night. Câu số 3 hành trình của chúng ta đó là my father read newspaper in bed last night. Bố tôi đọc báo trên giường vào tối qua. Đối với câu số 4, my mother makes my bed on weekends. Có nghĩa là mẹ tôi trải gà giường cho tôi vào cuối tuần. Thì chúng ta sẽ viết lại câu ở thì quá khứ đơn sử dụng từ chỉ thời gian là last Sunday, chủ nhật tuần trước. Thì đối với động từ trong câu động từ make thì ở thì quá khứ đơn chúng ta có động từ tương ứng là meet. My mother meet my bed last Sunday, câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là my mother made my bed last Sunday. Mẹ tôi trải gà giường cho tôi vào chủ nhật tuần trước. Rồi câu số 5, I write letters to my grandparents at the weekend. Tôi viết thư cho ông bà vào cuối tuần. Thì chúng ta sẽ viết lại câu sử dụng thì quá khứ đơn với cụm từ chỉ thời gian là yesterday afternoon, chiều hôm qua. Thì đối với động từ write, quá khứ chúng ta có động từ tương ứng là wrote. I wrote letters to my grandparents yesterday afternoon. Hoàn chỉnh của chúng ta đó là I wrote letters to my grandparents yesterday afternoon. Tôi đã viết thư cho ông bà tôi vào chiều hôm qua. Như vậy cô và Kim cùng nhau hoàn thành xong nhiệm vụ số 1. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta: the past simple versus the past continuous with when and why. Có nghĩa là thì quá khứ đơn hay là thì quá khứ tiếp diễn với when và why. Ở đây chúng ta cùng lưu ý phần này. The past simple versus the past continuous using when and why. Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn sử dụng when và why. We often use the past continuous with the past simple. Chúng ta thường sử dụng thì quá khứ tiếp diễn với thì quá khứ đơn. We use the past continuous to talk about an action in progress and the past simple to talk about an action that interrupts it. Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để nói về một hành động đang xảy ra và thì quá khứ đơn để nói về một hành động mà chen vào nó làm gián đoạn nó. Ví dụ, it was raining when we arrived at school. Nó đang mưa khi mà chúng tôi tới trường. Hay là when the teacher asked me a question, I wasn't listening. Khi mà giáo viên hỏi tôi một câu hỏi thì tôi đang không chú ý vào lúc đó. Hay là while they were having dinner, the telephone rang. Khi mà họ đang dùng bữa tối thì điện thoại kêu. My mobile phone rang while I was going to school. Có nghĩa là điện thoại của tôi kêu khi mà tôi đang tới trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần nhiệm vụ số 2. Match 1 to 5 with A to E and complete the sentences in the past simple or the past continuous. Có nghĩa là chúng ta sẽ nối từ 1 đến 5 với A đến E và hoàn thành các câu ở thì quá khứ đơn hay là thì quá khứ tiếp diễn. Đối với cái số 1, we were walking in the park. Chúng tôi đang đi bộ trong công viên. Thì chúng ta sẽ nối với câu tương ứng đó là D.
Số 1 chúng ta sẽ nối với D. Đó là we were walking in the park when it started to rain. Có nghĩa là chúng tôi đang đi bộ trong công viên thì trời bắt đầu mưa. Ở đây chúng ta diễn tả một hành động đang diễn ra, đó là hành động mà chúng tôi đang đi bộ trong công viên. Thì có một hành động khác đột ngột chen vào, đó là trời đột ngột mưa. Thì hành động đang diễn ra đó là đi bộ trong công viên, chúng ta chia thì quá khứ tiếp diễn. Còn hành động đột ngột chen vào đó là hành động trời mưa, thì chúng ta chia quá khứ đơn. Và ở đây cụ thể động từ start chúng ta sẽ chuyển thành started. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là we were walking in the park when it started to rain. Chúng tôi đang đi bộ trong công viên thì trời bắt đầu mưa. Đối với câu số 2, while I was talking to a friend, khi mà tôi đang nói chuyện với một người bạn, thì chúng ta sẽ nối với về câu tiếp tương ứng, đó là về câu C. The teacher asked me a question. Giáo viên hỏi tôi một câu hỏi. Ở đây để diễn tả một hành động đang diễn ra, đó là hành động mà đang nói chuyện với một người bạn, và hành động chen vào đó là hành động mà giáo viên hỏi một câu hỏi. Thì hành động đang diễn ra là hành động là đang nói chuyện với bạn, thì chúng ta chia thì quá khứ tiếp diễn was talking. Còn hành động đột ngột chen vào đó là hành động giáo viên hỏi, thì chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Cụ thể đây chúng ta sẽ thêm ed và đằng sau động từ ask. While I was talking to a friend, the teacher asked me a question. Khi mà tôi đang nói chuyện với một người bạn thì giáo viên hỏi tôi một câu hỏi. Đối với câu số 3, we lost the keys. Chúng tôi đánh mất chìa khóa. Thì ở đây chúng ta sẽ nối với câu tương ứng, đó là về câu E. While we were playing in the garden. Ở đây hành động đang diễn ra đó là hành động chúng tôi đang chơi ở trong vườn. Thì hành động mất chìa khóa xảy ra, cho nên hành động mất chìa khóa chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn là lost. Còn hành động đang diễn ra thì chúng ta chia thì quá khứ tiếp diễn, đó là were playing. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là we lost the keys while we were playing in the garden. Chúng tôi bị mất chìa khóa khi chúng tôi đang chơi trong vườn. Còn cái câu số 4, we were sitting on a bench in the park. Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên. Chúng ta sẽ nối với câu tương ứng là câu B. When someone took our school bags. Khi mà ai đó lấy đi cặp đi học của chúng tôi. Thì ở đây đối với một hành động đang diễn ra và có hành động khác đột ngột chen vào, thì hành động đang diễn ra đó là hành động ngồi trên ghế trong công viên, thì chúng ta chia thì quá khứ tiếp diễn, đó là were sitting. Còn hành động chen vào là ai đó lấy cặp của chúng ta, thì chúng ta sẽ chia hành động lấy cặp ở thì quá khứ đơn. Cụ thể ở đây là took, vì từ take này là một động từ bất quy tắc quá khứ, chúng ta sẽ có took. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là we were sitting on a bench in the park when someone took our school bags. Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên thì có ai đó lấy đi cặp đi học của chúng tôi. Và cái câu số 5, when the phone rang, khi mà điện thoại reo thì I was having a bath. Chúng ta sẽ nối vào về câu A, tương ứng là về câu A. Ở đây một hành động đang diễn ra thì có một hành động khác đột ngột chen vào. Hành động đang diễn ra ở đây là hành động đang tắm, còn hành động đột ngột chen vào là hành động mà điện thoại reo, thì chúng ta chia cái hành động reo này ở thì quá khứ đơn. Còn hành động mà đang tắm thì chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn, đó là was having. Khi mà chúng ta đang tắm thì điện thoại reo, chúng ta có câu là when the phone rang, I was having a bath. Khi điện thoại reo thì tôi đang tắm. Như vậy, cô và Kiều cùng nhau hoàn thành xong tất cả các bài tập trong phần Language. Trang số 39, Unit 4, for a better community trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Kim hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc Kim học tốt và hẹn gặp lại Kim trong những video tiếp theo. Xin chào!